Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG, vừa qua công bố thông tin, ông Nguyễn Quốc Cường, 42 tuổi, biệt danh Cường Đô La, làm tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật của Quốc Cường Gia Lai. Nhắc đến Quốc Cường Gia Lai, phần lớn sự chú ý đều đổ dồn vào tên tuổi của ông Nguyễn Quốc Cường và bà Nguyễn Thị Như Loan. Tuy nhiên, ít người biết em gái ông Cường là bà Nguyễn Ngọc Huyền Mi cũng có vai trò quan trọng tại Quốc Cường Gia Lai. Đối lập với người anh trai nổi tiếng, bà Huyền Mi khá kín tiếng và chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Mi sinh năm 1983, kết hôn cùng ông Lầu Đức Duy. Ông này sở hữu hơn 10,5 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 3,83% vốn. Trong gia đình ông Cường, bà Nguyễn Ngọc Huyền Mi sở hữu 39.384.970 cổ phiếu, tỷ lệ 14,3% vốn điều lệ QCG. Vì vậy, bà Nguyễn Ngọc Huyền My là cổ đông lớn thứ hai của công ty cổ phần quốc cường Gia Lai. Tuy nhiên, bà Nguyễn Ngọc Huyền My không giữ chức vụ lãnh đạo hay tham gia vào hội đồng quản trị của quốc cường Gia Lai. Nhưng vợ chồng bà Huyền My thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch với quốc cường Gia Lai. Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 vừa qua, quốc cường Gia Lai có khoản phải trả khác với vợ chồng bà Nguyễn Ngọc Huyền My. Theo đó, tại ngày 31 tháng 3, công ty này mượn tiền của ông Duy gần 71 tỷ đồng và mượn tiền của bà Huyền My là 700 triệu đồng. Cuối năm 2023, ông Duy cũng cho Quốc Cường Gia Lai mượn 7 tỷ đồng. Những năm trước đó, bà Huyền My cũng liên tục cho Quốc Cường Gia Lai mượn tiền. Ví dụ báo cáo tài chính năm 2018 cho thấy, bà My cho doanh nghiệp mượn hơn 19 tỷ đồng tính đến cuối năm 2018. Còn cuối năm 2017, số dư tiền cho mượn là hơn 144 tỷ đồng. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn có khoản phải trả khoảng 172,5 triệu đồng, trả trước ngắn hạn 52 triệu đồng và phải thu ngắn hạn 38,1 tỷ đồng với công ty cổ phần Lin Property tại thời điểm cuối quý 1 vừa qua. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Lin Property là bà Nguyễn Ngọc Huyền My. Liên quan đến vụ việc một căn biệt thự tiền tỷ ở huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội đổ sập sau cơn mưa lớn. Anh Đinh Công Thắng, 31 tuổi, ở tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai. Chủ nhân căn biệt thự cho biết, đến bây giờ bản thân vẫn chưa hết hoảng hốt. Chủ căn biệt thự bị sập cho biết, hôm 23 tháng 7 trời mưa cả ngày. Các chị của anh và các cháu đã về nhà mẹ chơi, ăn cơm tối và ngủ lại với gia đình. Anh Thắng kể, lúc ấy khoảng 4 giờ, chị gái thứ ba thức giấc gọi tôi và mẹ mấy mẹ con ra đầu nhà kiểm tra thì thấy gạch ở bờ kè rơi xuống, căn nhà sau đó rung lắc. Tôi vội chạy vào gọi cả nhà thức dậy, rồi tất cả chạy ra ngoài dưới trời mưa tầm tã, di tản sang nhà họ hàng cách đó khoảng 1 km. Sau khoảng 15 phút, một tiếng động lớn phát ra giữa không gian tối mù mịt đã phá vỡ không gian tĩnh mịch của vùng quê hẻo lánh. Cả gia tài tiền tỷ của anh Thắng chỉ còn đống đổ nát. Xót xa trước cảnh mất trắng căn nhà giá trị những người trong gia đình của anh chỉ biết khóc giữa trời mưa tầm tã. Dù xót xa trước căn biệt thự bị đổ sập, nhưng anh Thắng vẫn tự trấn an tinh thần bản thân và mọi người trong gia đình khi nói rằng căn biệt thự giá trị lớn nhưng có thể làm lại và khẳng định gia đình anh quá may mắn vì nếu chị gái anh không khó ngủ, thức dậy gọi, có lẽ tất cả những người có ở nhà ngày hôm ấy đã bị vùi lấp. Được biết, căn biệt thự được anh Thắng xây tháng 5 năm 2021 với phần lưng dựa vào vách đồi chi phí 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Phú Mãn đã cử lực lượng xuống hiện trường tiến hành khắc phục hậu quả. Về nguyên nhân khiến căn biệt thự đổ sập, trao đổi với báo giao thông, ông Đinh Ngọc Sơn, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho biết: Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đất đá ở trên núi sạt lở xuống, tạo áp lực vào ngôi nhà, từ đó dẫn đến sự cố. Sáng 25 tháng 7 một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rờ La, huyện Đắc Miu, Đắc Nông, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất 3 người tử vong. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày tại quốc lộ 14, đoạn qua chợ 312 thuộc xã Đắc Rờ La, một chiếc xe container biển thành phố Hồ Chí Minh do Hoàng Văn Nghĩa, 36 tuổi, quê Nghệ An cầm lái khi đến thôn 11, Ô tô bất ngờ tông thẳng vào nhà ông Hoàng Minh Tuấn ở bên đường. Tai nạn khiến Hoàng Minh Quang 18 tuổi và Hoàng Minh Dũng 15 tuổi, hai con của ông Tuấn ở khu vực trong nhà tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Bá Chiến 57 tuổi bị thương nặng, sau đó không qua khỏi khi trên đường đi cấp cứu. Một phần căn nhà của ông Tuấn bị sập, nhiều tài sản đồ đạc bên trong bể nát, vương vãi khắp nơi. Sáu nhà dân ở gần cũng thiệt hại một phần, hư hỏng cổng bảng hiệu, mái tôn. Hiện cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, đưa chiếc container ra khỏi nhà dân, tìm kiếm xem còn ai bị mắc kẹt trong vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Trước đó vào năm 2020, cũng tại quốc lộ 14, đoạn qua chợ 312, xã Đắc Rờ La, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng khiến 5 người chết, 5 người bị thương ngày 25 tháng 7, Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, truy xét vụ cướp giật kéo lê năm thanh niên hàng trăm mét trên đường. Năm nạn nhân được xác định là PXD, sinh năm 2007, quê Quảng Bình. Theo đó vào khuya ngày 23 tháng 7, trong lúc đê sử dụng điện thoại iPhone 11 tại một quán ăn gần giao lộ Lữ Gia, Nguyễn Thị Nhỏ, thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì bị hai nam thanh niên đi xe hiệu Vario áp sát cướp giật. Thế nhưng, đề vẫn phản ứng kịp và nắm được áo của một trong hai kẻ cướp giật và bị kéo lê trên đường Lữ Gia theo hướng về đường Lý Thường Kiệt thuộc quận 11. Khi đến trước căn nhà trên đường Lữ Gia, nạn nhân rơi xuống lăn nhiều vòng bất tỉnh. Nhân chứng cho biết hai nam thanh niên cướp giật chạy xe tốc độ cao. Tôi chạy rất nhanh để đuổi theo nhưng không kịp. Nạn nhân ngã xuống đường, bị thương, xây sát nhiều nơi trên cơ thể, tài sản bị mất, người này nói. Trao đổi với phóng viên, chủ quán ăn nơi nam thanh niên làm việc cho biết hiện sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định không ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện vụ việc cướp giật kéo lên nạn nhân hàng trăm mét vẫn đang được điều tra làm rõ. Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm sẽ bước sang phần tranh luận đại diện Viện Kiểm sát luận tội các bị cáo. Tuy nhiên, phiên tòa đã lùi nội dung này sang ngày 26 tháng 7. Tại tòa ngày hôm nay 25 tháng 7, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã làm việc với luật sư vì mong muốn xin được dùng tài sản để khắc phục hậu quả vụ án bị cáo đã bán hãng hàng không Bamboo thu được 200 tỷ đồng, đã nộp số tiền này vào tài khoản của cơ quan điều tra để khắc phục. Theo trình bày của bị cáo Trịnh Văn Quyết, tiền bán hãng hàng không còn 500 tỷ đồng chưa được thanh toán và bên mua cam kết chuyển về tài khoản của cơ quan điều tra để bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết rằng từ trong trại tạm giam, bị cáo luôn nỗ lực đau đáu về việc khắc phục hậu quả. Qua đó, nhiều lần bị cáo thông qua luật sư, những người thuộc tập đoàn để nhờ tìm cách khắc phục cựu chủ tịch FLC cam kết nếu khối tài khoản khoảng 4.800 đến 5.000 tỷ đồng đang bị cơ quan điều tra phong tỏa được tạo điều kiện, bị cáo sẽ bán toàn bộ để đền bù. Tiếp đó, cựu chủ tịch FLC cho biết bị cáo đang nắm giữ hơn 30% cổ phần tập đoàn FLC và nhiều lần đã đề nghị được bán để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên đến nay, số cổ phần trên vẫn đóng băng. Bị cáo Trịnh Văn Quyết tự định giá tài sản tại FLC hơn 30% cổ phần này rất lớn vì FLC sở hữu nhiều tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng với 5.000 đến 6.000 phòng khách sạn 5 sao. Tính vào, FLC có tài sản lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Với số tài sản hiện có và cộng thêm số tiền mà bên mua hãng hàng không Bamboo chưa trả, bị cáo quyết ước tính toàn bộ tài sản đó đủ để khắc phục hậu quả của vụ án. Bị cáo quyết mong hội đồng xét xử tạo điều kiện để bị cáo có thể bán tài sản nhằm đền bù thiệt hại trong vụ án bao gồm cả cổ phần của bị cáo tại flc